Chào thầy cô và các em đang đến với trang HTTP 2.2/teampic.com. Đây là bài hướng dẫn học sinh lớp 2 thi VinPix giải toán trên mạng lớp 2 vào 14 năm học 2015-2016 đang diễn ra toàn quốc, mở vào ngày 19 tháng 2 năm 2016. Vòng thi này cũng có 3 bài làm nhỏ, thầy cùng các em bắt đầu làm bài 1, các em đồng ý không? Chúng ta bắt đầu làm nhé. Rồi, bài đầu tiên đi tìm kho báu, chúng ta nhấn bắt đầu. 4 x 8 thì bằng bao nhiêu hả bạn Dân? Bằng 32 ạ. Tổng của 4 và 28 là bao nhiêu bạn Dân? Tổng của 4 và 28 bằng 32. Con làm thế nào? Con sẽ lấy 4 cộng với 28 bằng 32. 6 x 3 cộng 47 bằng bao nhiêu? 6 x 3 bằng 18, 18 cộng 47 bằng 65. 18 cộng 47 bằng 65, phải 65 là kết quả của biểu thức này. Cho mấy nhân 8 để bằng 40? 5 x 8 sẽ bằng 40. Con làm thế nào? Con sẽ lấy 40 chia 8 Đúng bằng rồi, 40 5. chia 8 bằng 5, vậy số cần điền là 5 x 8 bằng 10. Khi nào ta phải thử lại. Cho dãy số 4, 8, 12, 16, số thứ 8 là số thứ nào? Số 8 á. Số thứ 8 của dãy là số nào? 4 này, 8 này, 12, tức là cơ nhiên Cộng không đếm thêm mấy nhỉ? Đếm thêm 4. 4 1 là 4, 4 2 là 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 8, 4 8, 4 4 16 rồi. 4 x 8 là bao nhiêu? 32. 32, vậy 32. Kim cương. Chúng ta ăn kim cương. Tiếp tục ta làm bài 2. Bài 2 yêu cầu sắp xếp. Vậy chúng ta có một cái bảng gồm 20 ô. Và bây giờ nhiệm vụ các em là sắp xếp. 2 x 2 bằng mấy? 2 nhân 2 bằng 4. Rồi. 3 x 5 bằng? 15. 35 bằng 5. 4 x 4 bằng? 16. 16. 18 cộng 18 bằng? 18 cộng 18 bằng 26. 26. 4 x 17 bằng? 28. 28. Tích của 6 và 5 bằng? 30. 30. Tích của 5 và 7 là? 35. 35. Hiệu của 70 và 27 là bao nhiêu? Là 43. Là 43. Đây sau đó bên 3 là đến 44. 44 và đến 4 mấy? 46. 46. Rồi. 49, 27 cộng với 7 bằng bao nhiêu? 49. 42 cộng 27 bằng 49. Sai rồi con ạ, à, phải có 48. Đúng rồi. 29 cộng với 19 bằng 48. Và cái này là 49. Rồi, ta đến 5, 51. 3 13 cộng 38 bằng bao nhiêu? 51. 51. 56. Sao đến năm mấy? 54. Đến 35 cộng với 19 bằng 54. 54. 54, 54 thì đến 58. Đúng không nhỉ? 58, 58. 58. 58 đến bao nhiêu? 63. 63, 98 trừ 35 bằng 63. 63 rồi đến bao nhiêu nữa? 70. 63 rồi đến 5 x 5 bằng 35, 35 cộng với 54 bằng 8, 89 chứ, cái này là 89. 89. Cái này là 89. 55 25 mà, 25 25 cộng với 54. 25 cộng 54 bao nhiêu? 25 cộng cộng 5 54 bằng 79. 79, cái này là 79. Thế là cái là phải 74 trước. 74 trước. Tổng của 26 cộng 8 là bao nhiêu? 74. 74. 79. 79. Cho nên bao nhiêu? 92. Rồi 92. Rồi 99. Đến người ta làm xong bài này. Chúng ta làm xong bài thi số 3. Bài 3 có tên Đỉnh núi trí tuệ. Chúng ta nhấn bắt đầu. Ta có trong phép tính 14 trừ 2 bằng 12. Số bị trừ là bao nhiêu? Số bị trừ là bao nhiêu? Số bị trừ là 14. 14. Số bị trừ đứng trước dấu trừ. Số trừ sau dấu trừ. 3 bằng 12 trừ 9, số trừ là mấy? Số trừ á là 9. Là 9. Số trừ đứng sau dấu trừ. Tổng của 5 và 8 là bao nhiêu? 13. 7 và 3 là bao nhiêu? 21. Tích của 7 và 3 là bao nhiêu? 21. 21. 7 nhân 3 là 21. Tích ta tính tích ta phải thực hiện phép nhân. Tích là phép nhân. 5 x 8 trừ 28 bao nhiêu? 5 x 8 40, 40 trừ 28 bằng 12. Bằng 12, vậy kết quả 12. 6 x mấy bằng 8 x 3? 8 x 3 bằng 24. 6 x 4
Con làm thế nào? Ta sẽ Lấy 24 chia cho 6 bằng 4. 4. 3 x 3 x 3 mấy? 3 x 3 x 3 27. Có, tí nữa. Tí ông tí nữa. Ừ. Sắp xong rồi. Ừ, ừ. 27. Rồi. Bố phải đi công tác 3 tuần. Vậy bố sẽ đi công tác vào ngày mấy bao nhiêu ngày? 21. 21 ngày. Vậy con đánh là 21 ngày. Hiệu của hai số là tích hiệu của hai số là tích của 5 và 7. Vậy 5 x 7 bao nhiêu? 35. 35. Vậy hiện kết quả của hiệu kết quả là 35, số trừ là số tròn trục liền sau số 35. Sau số 35 là 40. 40. Vậy số nào trừ đi 40 thì bằng 35? Số nào trừ đi 40? Ừ. Ta sẽ lấy 35 cộng với 40. Ừ. Bằng là 75. Vậy số 75. Được chưa? 75 x 7 bằng 35. Ừ. Rồi. Ừ. Từ 5 chữ số 0, 2, 4, 7, 8 ta viết được tất cả bao nhiêu số 2 chữ số? Có 2 chữ số khác nhau. Có mấy cách chọn hàng? 4 cách chọn hàng chục. Đúng rồi, mấy cách chọn hàng đơn vị? 4 cách, 5 cách chọn hàng đơn vị. Ừ. 4 cách chọn hàng chục. 5 cách chọn hàng đơn vị. 4 5 20 à? Ừ. Ta có 20 này. 2 2 24. Một cách là 20 là 1 nhá. 24 là 2 nhá. 27 là 3 nhá. 28 là 4 nhá. Ta có 1 2 3 4 4 16 chứ. 16 thôi, 4 cái chọn chục và 4 cái chọn là đơn vị thôi. Sao 4 cái chọn là đơn vị thì không còn ở đằng sau nữa à? Có rồi, tính rồi, đã trừ rồi. 16 rồi con ạ. Đấy, thấy chưa? Nhá.